Thưa quý vị và các bạn, 3 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 55 doanh nghiệp, hơn 1.300 hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ vận tải, thương mại, đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh các doanh nghiệp bị tác động lớn do dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 11 ngày 4 tháng 3 năm 2020 với việc kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trước hết là gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250.000 tỷ đồng. Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 01 và công văn số 1425 ngày 6 tháng 3 năm 2020 về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của biên tập viên Minh Thủy. Xin mời chị. Thưa quý vị và các bạn, hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp trong tỉnh đang rất cần sự tiếp sức từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng để vượt qua khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khả năng tiếp cận nguồn vốn gặp nhiều khó khăn, trong khi khó khăn hiện giờ của một số doanh nghiệp đang được tính bằng ngày. Vì vậy, các chính sách tổng thể của nhà nước được triển khai hỗ trợ một cách kịp thời, thiết thực sẽ góp phần quan trọng đồng hành cùng doanh nghiệp duy trì hoạt động. Nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực du lịch khách sạn lữ hành, công ty cổ phần du lịch Hòa Bình cho biết chưa bao giờ thấy sự sụt giảm doanh thu sâu như hiện nay. Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống gần như tê liệt. Doanh nghiệp chúng tôi thì hiện nay cũng đang lên một số kế hoạch để sau đại dịch này, sau khi đã ổn định được cái tình hình dịch, kiểm soát được cái việc mà dịch Covid này, chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch để có thể vận dụng làm sao để vượt lên cái khó khăn mà hiện nay chúng tôi đang mắc phải. Tuy nhiên, đây là những cái muốn vượt lên được thì cũng phải trông chờ vào những chính sách của Đảng và Chính phủ đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Dịch COVID-19 đã và đang tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh. 3 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 55 doanh nghiệp, hơn 1.300 hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ vận tải, thương mại, đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Có 371 đơn vị cá nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng dư nợ các ngân hàng thương mại là 1.078 tỷ đồng. Với công ty thì quá là khó khăn. Vì thứ nhất là về nguồn công việc để đáp ứng cho người lao động có đầy đủ việc làm. Thứ hai là về cái nguồn tài chính. Vì thực ra là về cái COVID nó đã ảnh hưởng toàn thế giới. Và trong đó là nhất là nước Mỹ. Mà đa phần hàng xuất đi Mỹ. Thì trong đó là cái việc hàng xuất mà khách hàng đang hiện tại là bây giờ chưa khách hàng nào người ta xuất được hàng vì Mỹ đang khủng hoảng về cái Covid, trong đó là cái tài chính thì đương nhiên là mình không xuất được hàng, công ty không xuất được hàng thì đương nhiên là về cái tiền gia công là không có. Trước thực trạng khó khăn, giải pháp hữu hiệu mang tính trước mắt mà nhiều doanh nghiệp thực hiện là cắt giảm chi phí, tạm dừng kinh doanh. Tuy nhiên, để có thể chống đỡ và vượt qua khó khăn, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực sự cần sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực từ các chính sách tổng thể của nhà nước đã được ban hành. Trước mắt là giải pháp hỗ trợ về tín dụng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện hiệu quả gói hỗ trợ tín dụng, đồng thời nghiên cứu mở rộng theo tinh thần không để doanh nghiệp thiếu vốn tín dụng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh với lãi suất thấp, công khai, công bằng, minh bạch. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tỉnh Hòa Bình, hệ thống ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng đã và đang rà soát, lên phương án triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp đang có nguy cơ đuối sức do tác động của dịch COVID-19. Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hòa Bình đã có các văn bản chỉ đạo hỗ trợ các doanh nghiệp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của từng khách hàng. Trong đó, chú ý tới nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, kinh doanh nhà hàng ăn uống, lưu trú, kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực tìm hướng đi trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị của công ty đã định hướng là sang phát triển đa ngành nghề, đa lĩnh vực, từ lĩnh vực là sản xuất nông nghiệp cũng như kinh doanh thương mại dịch vụ. Hiện tại thì công ty hội đồng quản trị cũng đang thí điểm liên kết với hợp tác xã dân chủ để làm thêm cái mảng sản xuất nông nghiệp mà sạch.
Đến thời điểm này, hầu hết các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát mức độ ảnh hưởng của khách hàng là các doanh nghiệp, cơ cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ. Các ngân hàng tiếp tục thực hiện điều chỉnh lãi suất. 3 tháng đầu năm 2020, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã miễn giảm 135 triệu đồng tiền lãi của 10 khách hàng. Dư nợ được cơ cấu giữ nguyên cho gần 200 khách hàng với tổng số tiền hơn 379 tỷ đồng nhằm đồng hành chia sẻ với những khó khăn của khách hàng. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hòa Bình tiếp tục là chủ động trong việc nắm bắt thông tin từ khách hàng, thông tin từ tình hình kinh tế của tỉnh để có những cái giải pháp phối hợp với các sở ngành cũng như là tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh trong cái việc chỉ đạo lãnh đạo các ngân hàng thương mại để thực hiện tốt nhất cái giải pháp để hỗ trợ khách hàng, rồi là kiên quyết xử lý với những cái trường hợp mà dây dưa hoặc là không thực hiện đúng cái chỉ thị của thống đốc trong cái việc mà thực hiện những giải pháp về hỗ trợ khách hàng. Các ngân hàng thương mại tiếp tục chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát thống kê kịp thời ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với khách hàng đang vay vốn. Từ những việc làm thiết thực này sẽ giúp cho nền kinh tế nói chung, doanh nghiệp nói riêng có thêm một lượng vốn lớn để duy trì sản xuất kinh doanh, đồng hành chiến thắng dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói gói hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng mà hệ thống ngân hàng thương mại đã và đang triển khai cho vay, giãn nợ cho các doanh nghiệp ảnh hưởng của dịch COVID-19 thực sự là cứu cánh để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng khuyến khích các tổ chức tín dụng tăng cường cung cấp các gói cho vay tín dụng với lãi suất thấp hơn để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh hoặc chuyển hướng kinh doanh phù hợp với diễn biến dịch bệnh hiện nay. Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất và trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Đôi bên cùng đồng hành để ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được khống chế sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, vực dậy nền kinh tế.